Tập viết chính tả tiếng Việt. Lần 1. Bạn sẽ nghe mỗi câu 2 lần. Hãy viết những gì bạn nghe thấy. Lần 2. Bạn sẽ nghe toàn bộ bài 1 lần. Hãy kiểm tra lại những gì bạn đã viết. Lần 3, bạn sẽ được xem toàn bộ bài đọc. Hãy sửa các lỗi trong bài của bạn nhé. Chúc bạn nghe và viết tiếng Việt tốt. Hãy bình luận cho tôi biết kết quả bài viết của bạn nhé. Tôi sẽ rất vui. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Tôi tên là Thanh. Tôi tên là Thanh. Tôi là sinh viên. Tôi là sinh viên. Năm nay tôi 19 tuổi. Năm nay tôi 19 tuổi. Tôi là người Mỹ gốc Việt. Tôi là người Mỹ gốc Việt. Tôi sang Mỹ năm tôi 7 tuổi. Tôi sang Mỹ năm tôi 7 tuổi. Bây giờ tôi đang học tiếng Việt ở Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ tôi đang học tiếng Việt ở Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào các bạn, tôi tên là Thanh. Tôi là sinh viên. Năm nay tôi 19 tuổi. Tôi là người Mỹ gốc Việt. Tôi sang Mỹ năm tôi 7 tuổi. Bây giờ tôi đang học tiếng Việt ở Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.